Kính thưa Đoàn Chủ tịch, kính thưa Quốc hội, trước hết tôi đánh giá cao chất lượng của dự thảo luật thanh tra sửa đổi. Để hoàn thiện thêm, tôi có 3 ý kiến sau đây. Thứ nhất, điểm P khoản 1, điều 78 dự thảo luật quy định người ra quyết định thanh tra có nhiệm vụ quyền hạn chuyển hồ sơ vụ việc vi phạm pháp luật sang cơ quan điều tra khi phát hiện có dấu hiệu tội phạm. Quy định này, theo tôi, còn 4 hạn chế sau đây. Một là không thống nhất với quy định của Bộ Luật Tố Tụng Hình Sự và Luật Phòng Chống Tham Nhũng. Vì cả hai văn bản luật này đều quy định phải chuyển ngay các tài liệu đồ vật hoặc chuyển ngay hồ sơ vụ việc sang cơ quan điều tra. Và cả hai văn bản luật này đều quy định việc chuyển ngay tài liệu đồ vật, hồ sơ sang cơ quan điều tra là trách nhiệm chứ không phải là nhiệm vụ quyền hạn của người ra quyết định thanh tra. Hai là không bảo đảm thực hiện đường lối chủ trương của Đảng về phòng chống tội phạm nói chung và các tội phạm tham nhũng nói riêng, đó là xử lý nghiêm minh, kịp thời những hành vi tham nhũng, kịp thời áp dụng các biện pháp thu giữ, tạm giữ, kê biên tài sản, đất đai, phong tỏa tài khoản. Cũng không bảo đảm thực hiện nguyên tắc xử lý tội phạm trong Bộ Luật Hình Sự. Mọi hành vi phạm tội phải được phát hiện, kịp thời xử lý nhanh chóng, công minh theo đúng pháp luật. Và nhiệm vụ của Bộ Luật Tố Tụng Hình Sự, xử lý công minh kịp thời mọi hành vi phạm tội, phòng ngừa, ngăn chặn tội phạm. Ba là không thể hiện thái độ kiên quyết, mạnh mẽ của Quốc hội và mệnh lệnh rõ ràng, dứt khoát của nhân dân đối với trách nhiệm của cơ quan thanh tra trong đấu tranh phòng chống tội phạm, cũng như trong xử lý vụ việc có dấu hiệu tham nhũng được phát hiện qua hoạt động thanh tra. Bốn là không đảm bảo đầy đủ cơ sở pháp lý để nâng cao hiệu quả đấu tranh phòng chống tội phạm, nhất là các tội phạm về tham nhũng trong tình trạng hiện nay. Cũng không khắc phục có hiệu quả được tình trạng tỷ lệ thu hồi tài sản tham nhũng tuy hàng năm đều tăng, nhưng vẫn còn thấp hơn nhiều so với số tài sản bị chiếm đoạt. Nhiều trường hợp hành vi tham nhũng xảy ra trong thời gian khá lâu mới bị phát hiện. Đối tượng đã cất giấu, tẩu tán, hợp pháp hóa tài sản, thậm chí đã sử dụng phần lớn tài sản chiếm đoạt được, tiêu xài hoang phí, nên khi bị phát hiện, không còn khả năng khắc phục hậu quả. Với 4 hạn chế nêu trên, tôi đề nghị 1. Bổ sung cụm từ trách nhiệm vào sau cụm từ quyền hạn trong mục 5, tên điều 78 và mũ của khoản 1, điều 78 dự thảo luật. 2. Bổ sung từ phải và từ ngay vào điểm P khoản 1, điều 78 dự thảo luật thành phải chuyển ngay các tài liệu đồ vật, hồ sơ vụ việc vi phạm pháp luật sang cơ quan điều tra. Đồng thời bổ sung một cách hợp lý các từ phải và ngay nêu trên vào đoạn 2 khoản 2, điều 89 dự thảo luật quy định người ra quyết định thanh tra ra quyết định thu hồi tài sản khi đối tượng thanh tra có hành vi chiếm đoạt, sử dụng trái pháp luật tài sản. Quy định này, theo tôi, còn để sót lọt hành vi chiếm giữ trái phép tài sản. Vì theo quy định của Bộ Luật Hình Sự, ngoài hành vi chiếm đoạt, sử dụng trái phép tài sản, còn hành vi chiếm giữ trái phép tài sản. Vì vậy, tôi đề nghị bổ sung cụm từ chiếm giữ vào sau cụm từ chiếm đoạt trong khoản 1, điều 89 dự thảo luật. Ngoài ra, tôi đề nghị cân nhắc bỏ từ tiền trong đoạn 2 khoản 1, điều 89 để bảo đảm thống nhất với quy định tại điều này và thống nhất với quy định của Bộ Luật Dân sự cũng như của Luật Phòng chống tham nhũng. Thứ ba, tôi nhất trí với đa số ý kiến của các vị đại biểu Quốc hội đã phát biểu trước tôi
cũng như ý kiến của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về bổ sung thanh tra ngành thuế, cũng như cơ quan thanh tra của Bảo hiểm xã hội Việt Nam, vì những lý do mà các vị đại biểu cũng như Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã báo cáo trên đây. Với ba ý kiến như trên, tôi mong góp phần hoàn thiện thêm dự thảo luật thanh tra sửa đổi. Xin trân trọng cảm ơn Quốc hội.